cái cõi ma giới này nó quá trời, nó nhiều rồi. Nãy nói để nó dãy đầy hết trơn. Thì Trung Quốc rồi nó dựng lên cái cuồng phim này của ma giới nữa, nó là giáo chủ của nó. Bởi nhiều khi mình gỡ tới con cái nó rồi, bởi thầy có nói mà quốc độ nào người ta trở về quốc độ nấy, mình không gỡ vô nó. Con ma ma bắt, con Phật Phật dắt. Để có nghe nói tu bỏ dấu Chưa. không? Tôi giải nghĩa nghe, tu bỏ dấu là ví dụ như bỏ dấu nặng rồi tụ lại, tối ngày tụ lại trà nước hay nói chuyện, rồi nói thiên cơ đi võng, nói bậy rồi bỏ dấu huyệt đi tù đó. Rồi tu mà không sửa giống như cái tủ bỏ dấu hỏi. Rồi tu mà mình sửa thì đâu bỏ dấu đâu. Rồi tu sửa, tu bỏ dấu cái trong cái thông rồi tha tâm thông túc mạng thông. Có thuộc thì tà hay chánh chú Chánh rồi. Tự mình mở cửa tâm là mình thấy rồi. Thì nãy có nói với đệ đó là khi mà mình ngồi để mà mình nhất tâm để mà mình chuyên tu rồi là mình khai đại trí huệ, là giống như cái nhà mình được mở cửa rồi, đồ vật bên trong thấy rồi. Bởi ngày xưa các chị mà tao tu tiên sau này người ta đắc rồi, người ta đâu có luyện đâu, là giống như tề thiên đó, thấy không? Được sứ mạng của Phật Hoài Quan Âm rồi là nằm ở trong ngũ hành sơn, rồi tới chừng ông thoát ra được rồi, ông có sứ mạng Phật Hoài Quan Âm giao rồi, thì bắt đầu cho ông biết thần mây, thần mưa, thần đất, thần nước, thần gió, thần lửa, thần sấm, thần sét, nghĩa tên nguyên thủy như sao. Khi ông gọi là bắt đầu có mấy người đó xuất hiện liền. Ông muốn kêu ông thổ địa giờ nào cái ông kêu tên cái ổng ở dưới chỗ lên đó. Thì khi mình bắt đạo nó cũng vậy đó, cái tên nguyên thủy là đó, là cái cửa tâm của mình đâu cần luyện được. Khi mình khai đại trí huệ rồi là giống như từ phụ Thích Ca ngày xưa. Quá độ cho một cái người khác, thường thường mấy thứ quá độ mấy thứ, vậy là cái nhất là những người trong gia đình mà tại sao mà nói nó hơi khó, là nguyên nhân sao chú ba? Ví dụ như chú ngoài chú nói được mà người trong nhà họ nói không Thời thời về Đức Phật cũng vậy thôi, tại vì nó được. mặc dầu nói là cái kiếp này mà trả lại làm chồng làm cha làm anh làm em làm vợ làm chồng, nhưng mà cái đó là do cái nghiệp để mà mình trả cột nhau để trả thôi, chứ nó không có thuận duyên. Đúng ra là nó không có thuận duyên. Không tự nhiên hết chứ. Bởi Đức Phật ngày xưa mà nhiều khi dòng họ Thích của ngài mà tạo nghiệp mà ngài còn đổ không được đó, đâu phải dễ đâu. Chứ đừng nói chi mình nói mình tu mà trả lời cứu cửu quyền, là thầy nói là cửu quyền là nhiều đời đó, giống như đệ cũng là cửu quyền của tôi trả lại, hay là tất cả những ai mà tự nhiên mà tìm tới mình đó. Bởi khi mình tu có lực rồi đó, giống như thầy nói là mình sắm được một chiếc thuyền to là chở được nhiều người vậy đó. Còn khi mà mình tu mà suốt hoài mà mình thấy không có ai trội về hết trơn là mình phải kiểm lại coi mình tu có đúng hơn không, giống như Hòa Thượng Bình Diệu nói tu sai pháp là tu ngày nó tối om, rồi tu ngày nó bệnh không à. Rồi nó về khổ đâu không thấy, tu thấy nó khổ đau còn dữ nữa, thì đó là mình biết là mình tu nó sai rồi đó, mình phải kiểm lại để điểm lại. Còn tu đúng rồi nó đâu có khổ đau. Rồi tu ngày mình nói tiếng đệ tử với sự thật là cửu quyền mình trả lại, mặc dù kiếp này mình gắng mình giải trừ để được cái thân tâm mình nó an lạc rồi nó rảnh rỗi để mà mình thoát ly để mình tu, chứ sự thật là giống như tôi với đệ làm gì mà không có vợ con đùm đề rồi tại sao mà mình vượt qua được, người ta thấy giống như Đức Quỳnh Giáo Chủ ta mượn đâu hồi nhỏ nữa,
rồi người ta lần lần người ta thọ nhận bớt cho mình những cái bài ngày bạn nhạn đó để mà mình rảnh mình mới tu chứ có tốt hạnh gì đâu. Giờ mình muốn cũng không được nữa, tại vì mấy ổng đã định rồi. Giống như cái cây ngoài rừng thì mà để thấy nó sân sẵn nó không thành một cái gì hết, chứ còn khi mà hạ vô rồi là đục đẽo bào chốt nó rồi là nó thành cái hình dáng hữu ích liền à. Con ngự mình cũng vậy, tu giống như mà bụi bặm hay là nghiệp trần gì nó dễ đậy chứ, nhưng mà khi mình gội rửa nó ra rồi rụng lông rụng lá thì nó lòi ra, con người của mình nó đâu còn mang lông đội sừng nữa. Nói nãy kể cho để nghe, khi mà mình thời gian mình ẩn tu mình thấy được cái đó mình thấy sợ. Thì đương nhiên tại vì ai cũng vậy, có một cái cơ duyên nó chín mùi xong rồi đó. Giống như Đức Quỳnh Giáo Chủ hồi nhỏ tới lớn, mà Đức ông bà cũng có biết trở thành một cái vị Phật đâu. Rồi ở trên người ta cũng mượn. Rồi Đức ông Đức bà còn tưởng đâu bệnh dữ dội đem đi chữa trị tùm lum ra. Thì trong cái thời gian rồi đang rửa gội cái thân để mà ở trên người ta mượn để làm việc mà. Mình thử ai mà có đủ duyên, bởi vì tôi mới nói là cái gì, cái tu này nó cũng hội đủ cái nhân duyên. Chứ không phải là mỗi người mà khi mà bước vào con đường này mà nó thuận suôn cho mình đâu. Nếu mà vậy đó là thế gian này nó đâu còn khổ, đâu còn chiến tranh, đâu còn đủ thứ, người gọi ta bà mà. Và nói gì chứ cái thời kỳ này đó, mặc dầu nói thấy nó khó khó gì chứ mình tu là dễ đắc lắm, vì gì nó đủ điều kiện cho nè, nó không có thiếu thốn như hồi xưa. Hồi cỡ tôi đó muốn ăn chay, muốn có miếng tàu hũ ăn hũ chao đâu phải dễ đâu, không có gì ăn mà tu rồi người ta hay là biếm nhẽ rồi người ta nói xiên nói xỏ đồ đủ thứ chứ. Rồi mình ăn chay là mình tự giấu không, rồi tu rồi cũng vậy, mình đâu có phô chứ. Còn bây giờ tu rồi nhiều ông cũng muốn hệ thiện người ta đây này kia đồ đủ thứ chứ, mà đâu ai làm gì. Bởi vì cái cõi ma giới này nó quá trời nó nhiều rồi, nãy nói để đó nó dễ đầy hết trơn. Thì Trung Quốc rồi nó dựng lên cái cuồng phim của ma giới nữa. Nó là giáo chủ của nó. Bởi nhiều khi mình gớ tới con cái nó rồi, bởi thầy có nói mà quốc độ nào người ta trở về quốc độ nấy, mình không gớ vô nó. Con ma ma bắt, còn con Phật Phật dắt. Mình biết vậy thôi. Còn mình sợ cái là mình hiểu giáo lý của thầy tổ mà mình làm lạc, là mình đi theo con đường tà kiến rồi. Rồi thầy có nói ví dụ là mình ham linh ham nghiệm thì nó e lị mình ham ba đó để làm. Tụi thiên ma ba tầng nó hay giỏi lắm, nó có ngũ thông. Còn mình tu giờ mà mình phải đạt cường thông ấy, chứ còn lục thông cũng không hơn đâu. Ngày xưa Đức Phật lục thông thôi, còn bây giờ mình tu phải gừng thông chứ đừng nói lục hay gì cũng không hơn đâu. Nó thấy bây giờ là mới có hơi hơi là công nghệ hơi hơi thôi, mà con người nó còn cỡ này đây này, làm còn sao mà tu được. Nó ăn uống là cũng đủ thứ món, ăn chay bây giờ nó đâu có thiếu thốn gì nữa đâu. Bây giờ cái người mặn người ta cũng qua ăn chay được luôn đó. Mà ăn chay rất là ngon luôn, với cái tạo điều kiện giờ thấy dễ tu lắm, nhưng mà đàng hoàng mà không biết là nó dễ lạc lắm. Bởi nhiều người hay nói biếm đồ chơi, thở nay Tây Phương không đi rồi có mới tới Tây Ninh rồi xuống mẹ nó rồi, cái đại nguyện không có đó, rồi đi rồi ham vui rồi tới chỗ nào tấp vô chỗ đó rồi.
Tu sửa thì ít chứ tu bỏ dấu nhiều. Đại có nghe nói tu bỏ dấu không? Chưa. Tôi giải nghĩa nghe tu bỏ dấu là ví dụ như bỏ dấu nặng rồi tụ lại tối ngày tụ lại trà nước hay là nói chuyện rồi nói thiên cơ đi giỏng nói bậy rồi bỏ dấu huyện đi tù đó rồi tu mà không sửa giống như cái tủ đó, bỏ dấu hỏi rồi tu mà mình sửa thì đâu bỏ dấu đâu rồi tu sửa mình tu bỏ dấu không bởi giống như mình có dẫn đoàn đi núi đồ nè thì để ý đó là biết rồi con người mình nó gánh nặng nó không gánh nặng thì biết rồi ví dụ như giờ để đi mà không có tay xách nách mang đồ đi vượt núi vượt đèo này kia đi một mạch một cái đứng tuốt ở trên dòm thấy ở dưới này mấy cha tôi trời ơi dai xách nách mang rồi cổng đội giác thì tùm lum giống như cái nghiệp vậy đó đi thở hào hển đi trời đi đâu nổi còn mình bỏ lại hết trơn luôn rồi nó rảnh rỗi thấy không giống như mình đi núi mình biết rồi đó đi nó khỏe khoắn chết luôn đâu có cực nhọc gì đâu đi rồi mang theo chi dữ về Tây Phương mà mang gì đó rồi sao rồi đi bởi nhiều khi đi núi non đồ vậy trời đó thôi. Nói sao người ta đi nó nhẹ nhàng thoải mái quá mà mình đi sao nó cực tại vì mình không buông bỏ được gì chứ người sao không cực ôm tòm đủ thứ nặng muốn gần chết luôn cũng mang cái gì thì đó đó nó mình thấy thực tế đó là mình hiểu rồi rồi hỏi chứ sao mình tu bởi để ý đi mà khỏi cần mà nghe cái người nào nói đạo gì chứ chỉ cần lại tiếp xúc và thấy cái thể hiện của người đó cái ăn ở rồi cái thường thường cái hạnh xuất gia người ta nói cái pháp đối đãi đó thì nhìn thấy là biết cái người đó cái hạnh tu được tới đâu biết rồi khỏi cần phải thấy ổng làm cái gì làm cái gì nữa chứ mệt lắm tôi hồi trước nè nhiều khi tôi thử cái này là tôi biết là cái người này có thiệt đạo hay không là bắt đầu với hồi đó ông Thích Hoàng Diệu ổng nói tối ngày rồi cái tiếp xúc nhiều đó ổng muốn để cho cái người này mở giác ổng ra tối ngày nó không có lại chụp hình quay phim ổng nữa cái ổng là bộ nó giờ thầy còn thiếu này thầy còn thiếu kia cái xin mớ tiền cái bắt đầu nó nghe tới tiền cái quảng hồn nó chạy mất dép luôn rồi ổng nói có nhiều cái chiêu hay lắm nghe nó thì vậy đó cái trong cái thông rồi tha tâm thông túc mạng thông có thuộc gì tà hay chánh chú chánh rồi tự mình mở cửa tâm là mình thấy rồi hồi nãy có nói với đệ đó là khi mà mình ngồi để mà mình nhất tâm để mà mình chuyên tu rồi là mình khai đại trí huệ là giống như cái nhà mình được mở cửa rồi đồ vật bên trong thấy rồi bởi ngày xưa các chị mà tao tu tiên sau này người ta đắc rồi người ta đâu có luyện đâu là giống như tề thiên đó theo được sứ mạng của Phật Hoài Quan Âm rồi là nằm ở trong ngũ hành sơn rồi tới chừng ông thoát ra được rồi ông có sứ mạng Phật Hoài Quan Âm giao rồi thì bắt đầu cho ông biết thần mây thần mưa thần đất thần nước thần gió thần lửa thần sấm thần khác nghĩa tên nguyên thủy sao khi ông gọi là bắt đầu có mấy người đó xuất hiện liền ổng muốn kêu thổ địa giờ nào cái ổng kêu tên cái ổng ở dưới chỗ lên đó thì khi mình bắt đạo nó cũng vậy đó cái tên nguyên thủy là đó là cái cửa tâm của mình đâu cần luyện được khi mình khai đại trí huệ rồi là giống như từ Phụ Thích Ca ngày xưa ngộ đạo xong là thấy tâm thiên thế giới là gì đó là khi mà mình bắt được cái phần vô vi này rồi là tên thần đất thần nước là gió thần lửa thần mây mưa thần sấm gì khác là cái tên nguyên thủy ổng là biết hết nhưng mà mình không sử dụng bừa bãi khi có chuyện gì thì cứ việc hỏi giống như muốn cần đại tiếp cái gì thì nói nói hậu tiếp chú này kêu đúng cái tên thì tiếp quay lại tiếp liền người ta cảm cái đức mình và cái sứ mạng bổn phận mà làm người ta phải hầu nói tiếng hầu là ta lo
Tại vì cái người mà khi mà có sứ mạng bổn phận của trời giao rồi đó, tức là cha Ngọc Đế, là bắt đầu là những cái gì đó có cái bổn phận là phải lo bảo vệ cái thân người đó, và có chuyện hữu sự gì người đó phải che chắn hết. Bởi hồi đó đệ được sống, còn cái đợt mà đi siêu việt một trận mà có kể cho Kỳ nghe đó, thì cái đợt đó đi siêu việt cách nay là trước cái năm 2013, năm 2011 đó, là đi đó là trong cái nghiệp, nó cộng nghiệp đó, là đệ cũng biết rồi đó, mà muốn không đi là không được. Rồi đi trên chiếc xe đó là hợp đồng cái xe mà Mercedes đầu vuông 16 chỗ mà đi 21 người chết chân luôn, còn mình thôi còn sóc đó thì để biết rồi. Ghê chứ, chú kể con nghe, con chưa coi. Thì cái chuyện đó mỗi lần đó là dậy sóc trận đó, chết cái xe đó, cách nay trên 10 năm. Tức là chạy đi xuống núi nó bị đứt. Không có, kỳ đó đi giếng núi Tổ ở Xuyên Việp á. Thì cái đó đi cũng nhiều người lắm. Thì cạn đó là tôi ngồi ở trước viên tài xế vậy nè, trước đầu cabin vậy đó. Mà mình ngồi gì nè, mà không biết lý do cách sao mà cái mà mình thấy ở trên đó là còn mười mấy cây số nữa tới Xuyên Việp, rồi là ở trên có một chiếc xe nó sải xuống giống như đổ đường xuống, mà không biết nó thạc hay lái hay lại gì đó không biết. Thì mình hết biết rồi, thì cấp đó mình đã ở trong bệnh viện rồi. Thì nghe nói cái xe mình là nó bị đè cái nhẹp đép hết trơn, nó quất con gái là chết trơn luôn vậy đó. Thì nhờ cái là người ta lại, người ta coi cái xe, người ta moi ra đó, thì tôi được giống như ai kéo xuống dưới cái hầm ở chỗ ngồi bên trước đó, rồi cái đầu cái chỗ dựa của mình nó mới úp xuống cái là mình nằm lọt lõn ở dưới xe nhẹp đép, đâu có làm sao mình đâu. Thì mình làm phải có đặng độ cho, là cái câu nhiều khi người ta dí là nó vậy đó. Còn mình có sứ mạng bổn phận, nhiều khi cái nghiệp, nhưng mà mình không có gánh nổi người ta thì mình không đến đổi, mình không có tổn hại gì hết. Rồi chú có bị chấn thương gì không? Không. Ồ, lạ vậy. 21 người chết hết. Hết trơn. Là chiếc xe nó đổ lại là nó cán lên luôn. Là nó xe gì chú? Nó đổ lại là xe gì? Thì nghe nói xe đó năm mấy chỗ ngồi đó, xe đó của nó cũng chở khách tham quan du lịch vậy đó. Xe nó lật mà nó tổn hại không có gì, nghe người ta kể lại, còn mình bị nặng. Đó nó lạc tay lái sao không biết, nó đè cái xe mình dẹp ép chân. Công nhận đúng là nó phước lớn, quá lớn. Trời ơi chú, nhiều cái trận dữ dội lắm. Bởi bây giờ mình kể lại thì nói chung là chỉ có trời Phật là giữ cái thân của mình thôi, chứ còn ngoài ra là mình không nói mình nữa rồi. Bởi khi nào mà mình nói là mình tu đây, mình nói là cái chuyện ngoài nó hy hữu lắm. Ví dụ như người ta gặp một cái gì làm ăn thất bại hay gì, người ta hoài đầu, còn mình là kể như đủ thứ chuyện trên thế gian. Khi mà mấy ổng chuyển mình rồi, cái mấy ổng cho mình gặp gì đó, rồi mình mới thấy. Tại đó chú làm ăn kinh tế mà chú cứng lắm, không có tin cái gì chứ. Thành ra mình cưỡng lại mới gặp dữ thần chuyện gì đó chứ.